Xin chào mọi người, em là An. Trong mỗi căn bếp gia đình của chúng ta đều phải có dao chặt gà. Hôm nay em sẽ giới thiệu tới mọi người một trong số đó, mẫu dao chặt gà CG02. Em cảm ơn mọi người đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.